Tôi không phải là y tá, tôi không phải là y sĩ, mà tôi là một nhà y thuật. Hôm nay tôi xin trình bày về căn bệnh mộng du. Chạy xe kiểu đó, muốn chết mẹ rồi. Ăn cơm của tao á, phải theo tao. Tôi xin anh hãy tha cho những cô gái vô tội. Cho nó lại, khỏi nay đem qua cửa khẩu. Mộng du nó xuất phát từ sự ngưng tụ dồn nén của nhiều sự vật, nhiều sự việc. Cô tưởng cô là bà chủ cô đi ngủ hả? Rửa hết cái đám này cho tôi. Khốn kiếp, nó không thoát được đâu. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi. Xử nó cho tao. Mày muốn gặp cái dừa tao chắn nghe chưa?